Tập luyện tâm đại bi, pháp thoại ngày 15 tháng 6 năm 1990. Trưởng lão Thích Thông Lạc. Thế các cư sĩ, ăn chay có nghĩa là mới bắt đầu tập luyện lòng thương yêu, tâm đại bi. Muốn tập luyện tâm đại bi mà không hiểu được ý nghĩa ăn chay thì làm sao có tâm lớn? Như nói ăn chay làm lành lánh dữ, câu này có nghĩa trốn tránh thụ động. Chẳng hạn, giặc cướp đến nhà bắt cha mẹ khảo tra lấy tiền của, thì bây giờ chúng ta đánh trộm cướp để cứu gia đình mình hay chạy trốn? Nếu bảo vì ăn chay chúng ta không giết bọn cướp thì cha mẹ chúng ta sẽ bị chết hoặc của cải bị cướp phá. Vậy nói làm lành là làm như thế nào và lánh dữ là lánh như thế nào? Đừng ngồi đó mà tưởng tượng thế gian này như một cục đất. Cho nên lời nói làm lành lánh dữ là một lời nói suông, khó mà ai làm được lành trọn và lánh dữ trọn vẹn. Cuộc đời người ta không cho phép mình làm lành lánh dữ bằng cách trốn chạy, thì tâm hồn chúng ta sẽ dày dò và đau khổ như câu chuyện con rắn và thầy đã kể ở đoạn trên. Mục đích của đạo Phật là giải thoát thân tâm. Vậy ăn chay là một pháp môn đầu tiên để chúng ta tập luyện cho mình có một lòng thương yêu mọi người rất chân thật, không có nghĩa đổi chác. Nếu muốn có sự giải thoát ở tâm mình đứng trước một xã hội loài người, tâm tánh mọi người rất phức tạp, điêu hoa, xảo trá, hung ác, đầy mô mô thủ đoạn, vân vân. Nếu chúng ta thiếu lòng thương yêu chân thật thì chúng ta sẽ tự thọ lấy biết bao nhiêu thứ phiền não, đau khổ, muôn vàn, không thể nào lường hết được. Bởi vậy, chúng ta hãy tập thương yêu. Tập thương yêu là phải ăn rau, cải, tương, dưa, muối, tránh sự đau khổ, tránh sự chết chóc của muôn loài, muôn vật. Đó là chúng ta tập nuôi lớn tình thương yêu, nhưng phải hàng ngày biết nhìn mọi sự đau khổ chết chóc của chúng sanh như chính sự đau khổ chết chóc của chính mình. Nhờ sự nhen nhúng tình thương yêu đó, lâu ngày lòng thương yêu chúng ta mới thật sự có thương yêu. Chúng ta hãy đứng nhìn cái chết của một con kiến đang lăn lộn trên mặt đất. Chúng ta đừng vô tình thản nhiên đi qua sự đau khổ ấy. Chúng ta hãy lặng người, lùi ngồi trong lúc con kiến xuôi tay chân ra đi trong khỏi chết, như đứng trước một người thân của mình. Không bao giờ chúng ta có được lòng thương yêu này nếu chúng ta không chịu có tập luyện. Sự thương yêu này sẽ xây cho chúng ta một lầu đài bốn tâm vô lượng, đó là từ bi hỷ xả. Bốn tâm này đã thành hình nơi một tâm hồn của chúng ta thì chắc chắn sự giải thoát nơi tâm hồn của chúng ta không còn tham sân si nữa, không còn phiền não đau khổ lo âu suy tính nữa. Tại sao vậy? Nền tảng vững chắc cho lầu đài giải thoát tâm hồn chúng ta phải xây dựng bằng tâm từ bi hỷ xả. Thiếu bốn tâm này không bao giờ có sự giải thoát chân thật. Thiếu bốn tâm này chẳng bao giờ chúng ta có được thiền định sâu mọt. Cho nên sự không giết hại chúng sanh là một hành động ngăn ác để tăng trưởng duyệt thiện, để nuôi dưỡng lòng thương yêu. Nói một cách khác, để xây dựng bốn tâm vô lượng, không giết hại chúng sanh, đó là hành vi thứ nhất. Trong luật nhà Phật dạy, hoặc mình giết, đây là nghiệp thân, nghiệp gây tội, nghĩa là mình
thân hành làm việc sát hại, hoặc lấy tay, chân, dao, gậy, ngói, đá, vân vân, đánh cho nó chết, hoặc đứng xa, quăng điện cho nó chết, hoặc cho nó uống thuốc độc, hoặc xô nó rớt trong hầm, giếng nước, lửa, hoặc cầm gươm, đao, đâm chết, hoặc xúi người giết. Xúi người đây thuộc về khẩu nghiệp, gây ra tội ác, nghĩa là xúi người khác giết, muốn tìm người khác giết, hoặc thiêu dệt cho người khác tức giận mà giết người, hoặc khen tặng làm cho người khác hừng chí giết hại, hoặc mắng nhiếc, hoặc vu oan giá họa làm tức tối người khác để tự tử chết, hoặc trù ẻo cho nó chết, hoặc yếm bùa chú làm cho nó chết, hoặc thấy người khác giết mình vui theo tùy hỷ, đây là do ý nghiệp ác sinh ra tạo tội. Nghĩa là thấy người khác làm việc sát hại, mình tùy thuận mà sanh lòng quan hệ, hoặc suy tư một âm mưu để giết người, hại người, điều đồng một tội như người cầm dao giết người. Không sát hại chúng sanh mà còn phải biết khởi tâm thương yêu. Thở xưa có một vị tu sĩ đi pháp thực, chợt thấy một người hàng thịt dắt một con chó về nhà toan làm thịt mà ăn. Vị tu sĩ thấy vậy động lòng thương nói rằng: anh ơi, trong đời chỉ có tội sát sanh là lớn hơn hết, xin anh mở lòng từ bi mà cho con chó ra. Vị tu sĩ hết lời yêu cầu khẩn thiết, mà người ấy nằng nặc quyết một là muốn ăn thịt con chó đó mà thôi. Vị tu sĩ không biết liệu làm sao, bèn bọc cơm trong bát cho con chó ăn rồi rưng rưng nước mắt mà chú huyện thầm: ôi, chẳng biết kiếp trước nhà ngươi làm điều chi ác mà mắc tội rất nặng, nên đã làm thân sức sanh mà lại chặt vẹn toàn tánh mạng, đến nỗi này còn bị người phân thây xẻ thịt mà ăn là khác nữa. Nay ta nguyện cho nhà ngươi đời đời tội hết phước sanh, lìa thân khổ thú, mau đặng sanh lên làm người, sớm gặp minh sư quy y tam bảo. Vì tu sĩ chú nguyện vừa xong thì con chó cũng ăn hết bắp cơm, lại quắt đuôi ra lộ vẻ mừng rỡ, dường như tỏ dấu vâng lời. Thảm thay, người hàng thịt đem con chó về nhà hạ sát, rồi mời thân bằng đến ăn uống hỷ hạ, tất cả chỉ vì cho ngon miệng và nó bụng mà quên sự quả báo ngày sau. Từ ngàn xưa cho đến hôm nay, chúng sanh vì sự sát hại nhau ăn thịt lẫn nhau, vì thế khắp trên thế giới lúc nào cũng có chiến tranh. Không đất nước này thì đất nước khác, bởi vậy thế giới bị binh đao khói lửa cũng đều do nghiệp sát sanh của chúng sanh chung tạo nên. Muốn mọi người chấm dứt nghiệp sát sanh, thế giới sẽ được hòa bình. Vì thế trong kinh Phật đã dạy: nhất thiết chúng sanh vô nghiệp sát, thập phương hà xứ đồng binh đao, gia gia hộ hộ đồng tu thiện, thiên hạ hà cầu bất thái bình.
sinh tạm dịch, tạm dịch. Nếu mọi chúng sanh chẳng sát sanh, mười phương đâu có đậm bệnh đau. Nhà nhà trai gái đều tu thiện, thiên hạ lo chi chẳng thái bình. Khắp trên thế giới, mọi người đang khẩn thiết kêu gọi hòa bình, vì họ rất sợ đại chiến thế giới thứ ba bùng nổ. Nguyên tử sẽ tiêu diệt loài người, nhưng sẽ không bao giờ có hòa bình. Tại sao vậy? Nếu con người còn sát sanh hại vật, nếu con người chưa tập luyện thương yêu nhau, thì dù cho các nhà chính trị tài ba lỗi lạc đi tìm hòa bình thế giới bằng các phương pháp chuyên môn của họ, nhưng vẫn chẳng đình chỉ được chiến tranh. Chúng ta cứ nhìn cuộc sống của con người hiện nay mà biết được thế giới có hòa bình hay không. Nếu con người chưa biết thương yêu nhau chân thật, con người còn vì ăn ngon mặc đẹp, còn muốn hơn mọi người, còn giết hại chúng sanh để mà ăn thịt, chẳng có chút lòng thương yêu nhau, thì không bao giờ con người có hạnh phúc và thế giới chẳng bao giờ có hòa bình. Hiện giờ chúng ta muốn có hạnh phúc, an lạc, hòa bình thế giới, chúng ta phải làm sao? Chúng ta đi tìm hạnh phúc cho mọi người, trong đó có mình. Cho hòa bình thế giới thì không gì hơn hết bằng sự giữ gìn giới sát nơi bản thân mình, và từng phút giây phải tập tu tập thương yêu tất cả chúng sanh. Phải biết khóc trước cái chết của một con vật, phải biết đau lòng trước cơn bệnh của người khác như chính mình. Khi nào hầu hết mọi người đều giữ được giới sát và thương yêu nhau đùm bọc lẫn nhau, thì khi đó các nhà chính trị mới có giải pháp hòa bình vững chắc, mà khỏi phải đi tìm nơi đâu hết. Chính thiện nghiệp bất sát của mọi người chung góp lại mới có thể đem đến nền hòa bình